Tôi là con của một gia đình không hề hoàn cảnh vì có một người cha vĩ đại. Ông là tiêu biểu cho một thế hệ già và thành đạt. Ông có nhà biệt thự, xe xịn, vợ mẫu mỡ, cùng đàn con ngoan, học giỏi. Còn tôi là Út và là đứa thứ 9. Bố, sao bố lại có tận 9 đứa con? Tao thích. Mày không cẩn thận tao cho đứa khác làm con Út bây giờ. Cha tôi sẽ hoàn hảo vô cùng nếu như ông không phải là Dr. Thử. Và câu cửa miệng của ông là: Thay, thay, thay. Ông thử và thay mọi thứ trong nhà, từ điện thoại, thay, TV, thay, lò vi sóng ư, thay, không ngoại lệ. Thay, thử hết, thử bằng sạch, phải tốt và phải tốt hơn. Ngoại trừ nó, từ công ty đến phòng khách, phòng ngủ, nó cứ y ra ở đó suốt 2 năm, chưa một lần thay đổi. Nó có lẽ là món đồ tri kỷ sống lâu nhất ở nhà tôi suốt thời gian qua. Quả là một điều kỳ diệu trong ngôi nhà của Dr. Thử. Thay ngay cái điều hòa này đi. Nó đã 2 năm rồi. Vậy đấy, tuổi thơ dữ dội của tôi trôi qua với một ông bố vĩ đại. Và đến bây giờ, dù tuổi có cao, mắt mờ, chân đuối, nhưng ông vẫn kiên định với danh hiệu Dr. Thử của mình. Thay, thay ngay cho bố cái mũ trần khác. Đến giờ, chúng tôi mới hiểu được vì sao nó mãi là tri kỷ. Thay ngay cái điều hòa này đi, 2 năm rồi. Không biết thằng cha nó đã nói: đừng ngại thay đổi, bạn có thể mất đi một cái gì đó tốt, nhưng lại đạt được một cái gì đó tốt hơn. Nhưng cha tôi lại nói: tìm và có một bạn tri kỷ thì không thay đổi.